hiện thành, dấn thân vì lợi ích các linh hồn. Một tu sĩ gương mẫu, đêm ngày chìm đắm trong chiêm nghiệm, truyền bá kinh mân côi, gọi ngài là Thánh RUFINO Việt Nam. Thánh Toma Đình Viễn dù vững niềm tin yêu trên thân bao cực hình, được giống như